chúng ta đã xác định là một ngày đêm là 24 giờ thì nhiễm cơ thể chúng ta gắn như vậy, thì cái câu chuyện gì nếu chúng ta không gắn giống như vậy thì nó sẽ rất là phức tạp xảy ra. Nhiễm ngày đêm là một cái nhịp mà nội sinh, tức là nó có những cái nhịp mà tương ứng với ngoài, nhưng cơ thể chúng ta sẽ điều chỉnh thay đổi. Và cái chuyện mà giấc ngủ thì là một trong những điểm quan trọng về ảnh hưởng nhiều về đêm. Nhưng mà nhiều ngày đêm thì không hẳn là ảnh hưởng về giấc ngủ không, nó còn ảnh hưởng đến nhiều cái khác nữa. Nếu chúng ta có để ý lại đi, các chị thấy ví dụ như sáng nay nếu mà mình chưa ăn sáng hình như là mình đói bụng, khoảng giờ nào đó mình đói bụng là cái bụng nó cồn cào, tức là đến cái nhịp sinh học nó như vậy. Rồi chúng ta ăn xong á, thì chúng ta ăn xong mà ăn ít thì thôi, ăn nhiều nó bắt đầu buồn ngủ, rồi cái nhịp nó lại tiếp tục, rồi cái tiết hormone nó cũng thay đổi, thì nhiệt độ cơ thể chúng ta thay đổi như cái chu kỳ này, huyết áp cũng thay đổi, rồi rõ ràng có những bệnh lý mà tử vong mà nó thay đổi theo cái giờ. Như chúng ta thấy là có nhiều bệnh mà ngủ thì tỷ lệ tử vong khi ngủ rất là cao, những bệnh thì khác, ví dụ như những em bé nhỏ, thấy rõ ràng những em bé mà hội chứng mà tử vong đột ngột nó cũng liên quan đến vấn đề đó. Nhịp ngày đêm là một cái mà duy trì giấc ngủ, giống như thầy Nhị nói là ảnh hưởng mà rối loạn giấc ngủ nhiều nhất là do ảnh hưởng cái sự thay đổi nhịp ngày đêm. Nhưng mà nhịp ngày đêm chỉ là một phần thôi, chúng ta còn có những yếu tố khác gọi là yếu tố mà thể dịch đó, nó liên quan đến cái sự thay đổi và nó ảnh hưởng đến cái chu kỳ giấc ngủ chúng ta. Giống chúng ta thấy đây là nhịp ngày đêm và đây là cái yếu tố mà thể dịch. Về cái con đường mà sinh lý á, chúng ta thấy có con đường ánh sáng bắt đầu vào võng mạc, và con đường này á thì nó gọi là có con đường võng mạc hạ đồi sẽ đến nhân bên trên thị, nhân trên giao thoa, và nhân trên giao thoa nó sẽ điều khiển các hoạt động khác và thay đổi nhịp cơ thể. Ví dụ đây là một cái thí nghiệm, nhưng ta thấy là thì đến giờ này nhiệt độ cơ thể thấp nhất, bình thường giấc ngủ chúng ta như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta cho ánh sáng sáng lên lúc mà khoảng cái thời gian đó thì cái nhịp này nó sẽ bị dịch đi. Có nghĩa là khi mình can thiệp ánh sáng ở ngoài thì nhịp sinh học của chúng ta có thể bị thay đổi. Rồi chuyện gì xảy ra nếu mà chúng ta thấy là chúng ta ngủ, chúng ta đang ngủ tự nhiên ai đó bật đèn sáng quá thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mình rồi. Mà không phải ảnh hưởng chúng ta tỉnh không, mà ảnh hưởng giấc ngủ là nó kéo theo cái nhịp sinh học chúng ta thay đổi. Hoặc là nhiều người nếu mà họ phải làm những cái giờ mà thay vì giờ đó phải ngủ mà giờ đó phải thức thì nhịp nó cũng thay đổi. Một yếu tố thứ hai mà liên quan đến cái nhịp chu kỳ ngày đêm đó, chúng ta là chất melatonin. Thì melatonin này là cái chất nó được tiết ra ở bên tuyến tụng. Chúng ta biết là cái tuyến mà phía nằm phía sau thường thường nó ít cái chức năng nhiều lắm, và kích thích nó là bởi cái hệ thống mà thần kinh ở cổ. Do vậy thì các anh chị thấy là nhiều khi á, mình ngồi làm sao khi mình nằm xuống mình dễ có nước ngủ, nó kích thích cái đường nó lên, nó tiết cái chất này ra. Và một số cái bệnh lý mà ở cái vùng liên quan đến cái vùng cổ này ảnh hưởng đến thần kinh á, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà thức ngủ của người ta. Tuy nhiên thì cái melatonin này không phải là một cái chất mà khi chúng ta cho vô nó kéo theo giấc ngủ được hoàn toàn, nó chỉ trong một số trường hợp thôi. Đây là chu kỳ chúng ta thấy nó tiết của cái chất melatonin. Ví dụ chúng ta thấy là cái khoảng điểm này bắt đầu tiết, đỉnh này là cao nhất là khoảng chừng 2-3 giờ sáng, xong sau đó nó giảm đến khoảng 7 giờ thì hết. Và sự tiết melatonin này nó cũng ảnh hưởng đến tuổi nữa. Chúng ta thấy ví dụ như bắt đầu là người lớn tuổi này, chúng ta thấy tiết nó cũng giảm đi. Và khi mà tiết giảm đi thì ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề chu kỳ giấc ngủ của chúng ta. Đây là một cái sơ đồ cho chúng thấy khi mà người ta có vì một công việc gì đó người ta phải thay đổi thì sẽ kéo theo việc thay đổi nhịp ngày đêm, và đồng thời cái tổng hợp cái phần melatonin nó cũng ảnh hưởng, và nó cũng có thể ảnh hưởng đến các vấn đề thần kinh khác. Nhịp ngày đêm chúng ta biết là cái nhịp sinh học trong cơ thể, nó giúp chúng ta duy trì giấc ngủ và giúp cho các hoạt động cơ thể khác. Tuy nhiên á, cái nhịp mà ngày đêm này nó ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến một số các vấn đề bệnh lý. Đặc biệt là vấn đề thứ nhất gì chúng ta thấy là nhồi máu cơ tim, người ta cũng nghiên cứu thấy nhồi máu cơ tim thường thường nó thấy hay sáng sớm, và lý do nó cũng thay đổi với nhịp ngày đêm như thế này, ảnh hưởng đến huyết áp và ảnh hưởng đến độ đông máu. Do vậy thì một số bệnh nhân mà tai biến hay là nhồi máu cơ tim họ xảy ra vào cái khoảng thời gian đó. Thì trong một số các bệnh lý thần kinh chúng ta như là động kinh, thì động kinh thì có một số xảy ra ban đêm, có một số xảy ra ban ngày. Thì các anh chị nhớ là một số người bệnh nhân động kinh
nếu mà cái cơn mà chỉ xảy ban đêm, người ta tính là ví dụ như trong 2 năm mà chỉ có khoảng chừng 2 cơn xảy ra ban đêm thì những người đó có thể không cần điều trị. Nhưng có những cái cơn á, nó xảy ra ban ngày, có những cơn vừa ban đêm ban ngày thì người ta có thể xem ví dụ một số cái hội chứng chẳng hạn như là động kinh mà thủy thái dương, thì cái cơn á nó thường xuất hiện vào cái buổi mà chiều chiều chúng ta thấy, hoặc là cuối buổi chiều, hay là có thể là nó có hai đỉnh, hoặc đỉnh buổi sáng hoặc là cuối buổi chiều, cái cơn mà động cơn mà từ thủy thái dương á. Tuy nhiên cái cơn mà thủy tráng thì mọi người cũng biết rồi, chúng ta coi như rất nhiều video về cái cơn thủy tráng. Cơn thủy tráng thì thường là người ta quay vào cái cơn vào ban đêm, bệnh nhân vào ban đêm đang ngủ xuất hiện một cái cơn, chúng ta rất là nhầm lẫn với một cái bài phía sau là gọi là rối loạn cận giấc ngủ. Con thấy cái cơn mà thủy tráng thường hay xảy ra vào ban đêm, thường là vào ban đêm hoặc là vào sáng sớm. Còn cái cơn thủy đính á, thì người ta lại thấy hay xảy ra vào từ lúc mà 4 giờ đến 7 giờ sáng. Còn cơn thủy chẵm á, thì 4 giờ đến 7 giờ chiều. Thường là như vậy. Thường thôi chứ không phải lúc nào cũng rõ ràng như vậy. Và chính vì dựa vào những sự thay đổi nhịp ngày đêm này nè, người mặc dù người ta không đưa ra guideline, nhưng mà có một số các bác sĩ á, người ta lại thấy ví dụ như cái cơn xảy ra vào ban đêm nhiều, người ta ghi nhận trong một cái gọi là cái nhật ký cơn của bệnh nhân, thời gian người ta có thể điều chỉnh cái liều thuốc tương ứng với cái thời gian đó. Ví dụ có nhiều người ta tăng cái liều ban đêm hơn, rồi người ta ghi nhận lại, người ta thấy là cái số cơn nó giảm đi. Đó là cũng là một cái cách mà tùy vào mỗi mà bệnh nhân thì mỗi bác sĩ có thể xem xét. Và một cái tình trạng bệnh lý này chúng ta cũng rất là hay gặp, ví dụ như chúng ta tiếp cận với người mà bị bệnh Alzheimer, hay là những người mà giảm trí nhớ khác vân vân, thì một trong những vấn đề người ta hay than phiền nhất đó, là không phải là vấn đề mà giảm trí nhớ đó, mà vấn đề giấc ngủ. Chắc chắn là nếu chúng ta điều trị một bệnh nhân, ta thấy người nhà nói là ban đêm là bệnh nhân tự nhiên là kích động thay đổi hành vi, mà kích động thay đổi hành vi thì lúc đó họ đâu có chịu ở yên đâu, họ cứ đi tới đi lui hoặc là cứ lay gọi người nhà vân vân, là kéo theo người nhà sẽ ảnh hưởng. Đó là cái tình trạng mà sa sút trí tuệ chúng ta thấy là thường thường vào dịp ngày đêm, mà thường vào ban đêm, nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề hành vi và vấn đề giấc ngủ. Tại sao câu chuyện này xảy ra? Ví dụ chúng ta nhìn trên cái hình này, tôi thấy là thoái hóa não thì lúc đó là nó sẽ làm cho bệnh nhân tăng tỉnh táo khi ngủ, bệnh nhân có thể là mất ngủ, hay là ngủ ít hơn, hay là ngủ mà từng đoạn chứ không có ngủ liên tục. Hoặc là chúng ta thấy là tiết melatonin tốt sớm hơn, thì thay vì tiết đúng giờ đến khoảng 9 giờ tối tiết, bây giờ tiết sớm hơn. Thì câu chuyện tiết sớm hơn là gì? Thì người đó cứ ngủ gà ngủ gật cả ngày vậy đó. Hoặc là cũng có thể là tình trạng giảm oxy, thì như thế là ảnh hưởng đến vấn đề giấc ngủ. Hoặc là các rối loạn khác, thì các rối loạn chung trong cơ thể và cộng thêm các rối loạn về nhịp sinh học cũng là cái mà ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mà bị sa sút trí tuệ. Thì trong cái cuốn CV của Hội Thần kinh Thế giới á, thì họ có đưa ra hai cái ca lâm sàng. Ca này, ca thứ nhất, anh này là anh trẻ tuổi thôi, anh này đã bị một cái tình trạng là anh không thể nào mà anh ngủ đúng giờ được, anh ngủ là phải ngủ muộn hơn, mà ngủ muộn hơn á, nếu mà không thức ảnh á thì anh có thể ngủ đến trưa, ngủ trưa dậy anh khỏe. Các chị thấy sẽ có những người như vậy, tức là kêu họ đi ngủ sớm không ngủ được, nhưng mà cứ cho họ nằm đến khoảng 1-2 giờ ngủ, 1-2 giờ ngủ xong rồi đến, nếu mà không phải đi dậy mà đi học hay không đi làm á thì 11 giờ họ dậy tỉnh táo lắm, còn nếu đi dậy đi làm thì câu chuyện gì sẽ lừa được. Và anh này thì sau khi được chẩn đoán á thì họ cho anh điều trị, và điều trị thì nó cải thiện. Đây là trường hợp bệnh nhân thứ hai, bệnh nhân này là lớn tuổi, bệnh nhân này thì thay vì ngủ sớm, thay vì ngủ đúng giờ thì bệnh nhân lại ngủ sớm hơn. Tức là trước cái giờ mà ngủ của một người bình thường đó, thì bệnh nhân này ngủ ngủ rồi xong lại dậy sớm. Tức là lúc mà mọi người ngủ thì mình lại thức. Cho nên những trường hợp này nếu mà chúng ta xem lại đó, bệnh nhân vẫn ngủ được, chứ không phải là mất ngủ hoàn toàn, nhưng mình dễ chẩn đoán nhầm là mất ngủ lắm, do cái giờ họ bị lệch đi. Đây là một cái cách mà chúng ta nhìn, ví dụ đây là một người ngủ bình thường, cái pha ngủ bình thường chúng ta như thế này, bây giờ ngủ sớm hơn, đó là họ ngủ xong họ thức. Cái đây là ngủ muộn hơn, tức là thay vì đến giờ này ngủ không ngủ, giờ này mới bắt đầu ngủ rồi giờ này dậy. Tức là cái giờ nó so le, ta hình dung chúng ta có 24 giờ thì dành cho một cái khoảng giờ đó người ngủ, người ta ước lượng thực ra cái mình ngủ chắc cũng phải mất 1/3 cuộc đời con người,
Cho nên nhiều người khuyến cáo thôi đừng có ngủ nhiều quá. Nhưng mà ngủ cũng là một trong những cái mà chúng ta giúp chúng ta phục hồi sức khỏe. Nhưng mà có nhiều người giờ này lẽ ra là ngủ, chẳng phải đến giờ này mới ngủ. Còn nhiều người giờ này thì lẽ ra làm việc, giờ này lại đi ngủ. Tức là cái giờ nó lệch đi. Thì cái nhóm mà bị trước này ta gọi là rối loạn pha ngủ mà sớm, kém trước đi. Còn nhóm này là rối loạn pha ngủ mà muộn đi. Thì nó có cái tiêu chuẩn chăm sóc như chúng ta có. Tiêu chuẩn nó thường yêu cầu ít là phải 3 tháng để chúng ta loại trừ các trường hợp khác. Và thường thường chúng ta sẽ quan sát nó khoảng 7 ngày và tốt nhất là khoảng 14 ngày nếu cái tình trạng nó xảy ra. Đây là cái tiêu chuẩn mà chẩn đoán ngủ mà muộn hơn. Đây là cái tiêu chuẩn chúng ta chẩn đoán ngủ mà sớm hơn. Nó cũng giống giống như vậy thôi. Điều trị mà cái người mà ngủ muộn thì người ta thấy là việc mà cho thuốc ngủ thật ra cũng là một cách, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn tốt. Người ta có thể cho melatonin cũng là một cách, hoặc là người ta cho người ta tiếp xúc ánh sáng, ví dụ như người ta cho tiếp xúc cái khoảng ánh sáng sớm sớm trước khi họ dậy để điều chỉnh nó lại, hoặc là có một số cái thuốc khác. Mà thuốc này thì ở đây chúng ta có như cái ca bệnh nhân trên á, bệnh nhân này được dùng là thuốc là ramentheol. Không biết như thuốc này không có thầy công, mình không có thuốc này. Bệnh nhân này được dùng thuốc này thì nó cải thiện đi. Còn nếu không anh ta cho melatonin thì cách melatonin mà nó cái liều lượng thay đổi, nhưng mà có một cách dễ nhớ trong cái cuốn mà cái cua này đó họ có ghi á, các anh chị nhớ liều 5 mg cho trước 5 giờ dự kiến ngủ bình thường, là chúng ta cách chúng ta dễ nhớ 5 mg trước 5 giờ chúng ta dễ nhớ hơn. Còn với cái liều mà không phút mấy vân vân cái này thì nhiều khi cũng tùy mỗi khi chúng ta điều chỉnh đó. Đây là điều trị ngủ sớm, chúng ta thấy 5 mg dùng trước. Vậy là một người ngủ bình thường, nếu mà ngủ sớm quá thì cũng rối loạn, ngủ muộn quá cũng rối loạn. Bây giờ cái chuyện gì xảy ra nữa, nó còn cái dạng gì khác không? Thì chúng ta sẽ có cái dạng, thay vì đối với người đó 24 giờ thì lại người đó là phải 24 giờ.2, 24 giờ.5. Thì chúng ta hình dung là nếu so le chút xíu chuyện gì xảy ra, nếu so le chút xíu bắt đầu là nó sẽ rối loạn rất là nhiều kéo theo. Tức là tình trạng nó gọi là rối loạn giấc ngủ không phải nhịp 24 giờ. Thay vì đúng 24 giờ thì người đó cái nhịp của họ nó kéo dài hơn chút xíu. Nên khi kéo dài nó sẽ hệ lụy, nó sẽ kéo theo những cái khác. Ngủ cũng không thể nào đúng nơi được giờ, dậy cũng không thể nào đúng giờ. Vì những khi nó phải phân đoạn khác. Và nó có một cái dạng nó còn khó hơn nữa. Tức là có nghĩa là người ta không đoán được. Tức là rối loạn chu kỳ thức ngủ này không có một theo một cái nhịp gì hết trơn. Cái kia là ngủ nhá, có thể là không đúng 24 giờ nhưng mà nó cũng có cái nhịp của nó. Còn cái dạng bệnh nhân này không phải nhịp 24 giờ, tức là khi ngủ rất nhiều, khi ngủ rất ngắn, phân đoạn vân vân, rồi không theo một cái nhịp, không theo chu kỳ gì hết, để chúng ta cũng có những cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Và về phần mà điều trị, ví dụ như điều trị mà nhịp giấc ngủ mà không đều thì đây là một cái điều trị mà khó nhất trong các vấn đề điều trị. Thì người ta có cách điều trị là tiếp xúc ánh sáng, nhưng mà cách tiếp xúc ánh sáng thì thật ra thì đúng là chúng ta chưa có áp dụng được nhiều. Nhưng mà nếu các anh chị có thể thử dùng cái ánh sáng sáng từ sáng, ví dụ mình canh điều chỉnh theo cái nhịp sinh học của bệnh nhân. Ví dụ tại vì mà họ mà ngủ mà sớm quá thì giờ ngủ của họ mình cứ chiếu ánh sáng cho họ đừng có ngủ thì nó cứ lui lại. Thì lúc đó chúng ta cố gắng là thì họ cứ tưởng tượng là khoảng 5 giờ chiều đó, là thành là 9 giờ tối, thì mình chúng ta chiếu ánh sáng vô thì giờ nó lui lại cho họ. Thì đó là một trong những cách điều trị. Cái bài thầy chiến sinh tóm gọn là một số cái điểm chính. Thứ nhất là chúng ta có nhịp sinh học. Nhịp sinh học chúng ta là 24 giờ. Nó ảnh hưởng nhiều yếu tố, trong đó là cái phần mà liên quan cái hệ thống của vùng hạ đồi và sự tiết melatonin là một trong những vấn đề quan trọng. Và rối loạn về giấc ngủ thì chúng ta có những cái rối loạn mà ngủ quá sớm, hoặc là ngủ quá muộn, hoặc ngủ không theo đúng 24 giờ, hoặc là không theo một cái nhịp nào đó, hoặc là những cái rối loạn về nhịp sinh học này nó sẽ ảnh hưởng đến các bệnh lý khác. Ví dụ như có thể gây ra những cái bệnh lý tai biến vào cái giờ mà thường hơn, hoặc là ảnh hưởng trên các cơn động kinh, tùy vào loại cơn động kinh ảnh hưởng rối loạn hành vi ở bệnh nhân sa sút trí tuệ. Báo cáo xin hết. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Văn Tuấn. Xin mời công ty